Xin chào các bạn, thì hôm nay mình đã tới cái gần như là cuối cùng, đó là cái tendon reflex, phản xạ gân xương. Thì cái phản xạ này á, có chữ reflex á, nó cũng sẽ giống như là cái Babinski, và cái kết quả diễn dịch của nó cũng gần gần giống như là cái Babinski. Thì hai cái này đều có chữ reflex, có nghĩa là nó đều là một cái cung phản xạ của tủy để bảo vệ cơ thể. Thì cái tendon reflex này á, mình sẽ trước trước khi mà mình đi vào chi tiết á, thì mình sẽ có một cái ví dụ rất là đơn giản. Thì Thanh có một cái bút. Khi mà Thanh muốn cầm một cái bút lên, thôi ví dụ vậy đi, Thanh khi mà có một cái vật đặt lên tay Thanh, thì lúc này cái vật này nhẹ, cơ của Thanh không có bị cơ của Thanh có thể co để nâng cái vật này lên được. Thì lúc này để não Thanh muốn giữ cái vật này, thì nó sẽ truyền tín hiệu xuống đây tới sừng trú tủy sống cho cơ của Thanh co cái một cái mức độ nhất định để giữ cái bút này. Và không thể nào mà não Thanh cứ hoạt động hoài như vậy được, thì não Thanh sẽ dừng cái tín hiệu này lại, và cái việc giữ cái bút là cái việc của tủy sống. Lúc này á, cái stress này nè, cái thoi cơ này á, nó sẽ nhận một tín hiệu, nó sẽ nhận một cái tín hiệu cảm giác đi về, và từ đó tiếp giáp với tủy sống. Nó không có tiếp giáp với cái internal neuron nào hết, cho nên nó sẽ gây ra cái gọi là cái kích thích đó, nó sẽ kích thích lên cái sừng trước tủy sống, và cái dây alpha này nó sẽ lại tiếp tục co cơ, và mình có thể giữ cái bút này ở đây dù não mình đang suy nghĩ tùm lum chuyện, não mình đang không muốn giữ cái bút, nhưng mà mình đã có cái ý niệm ban đầu rồi, và tủy sống của mình sẽ giúp làm việc đó. Tiếp theo nữa là khi mà đổi cái bút này thành một cái vật, lấy một cái cục tạ 50 kg đè lên cái tay của Thanh, thì lúc này cái tay Thanh không thể nào giữ một cục tạ 50 kg được. Lúc này cái cơ của Thanh không còn co được. Mọi người tưởng tượng như là đang vậy đúng không? Xong mà đặt cục tạ lên, tay của Thanh nó sẽ bị chì xuống. Chì xuống là do cái cơ không co được để nâng cái vật lên được nữa, và lúc đó cái cơ nó có nguy cơ bị rách. Thì trước khi có nguy cơ bị rách, thì có một cái gọi là một cái vật đệm thứ hai để giúp bảo vệ cái cơ, đó là cái gân. Thì cái gân nó rất là chắc hơn cơ rất nhiều lần. Thì lúc mà cái cơ không còn co được nữa, thì cũng là lúc mình tác động căng cái cơ này, căng cái gân. Thì cái gân cũng có một cái sợi cảm giác, mà cái sợi cảm giác của cái gân này nó chỉ tiếp nhận tín hiệu khi mà cái cơ này làm việc quá mức, và dẫn tới là kéo giãn căng cái cơ này, căng cái gân này ra. Thì khi căng cái gân á, nó sẽ lại tới cái sừng sâu, và nó sẽ tiếp giáp với lại một cái internal neuron. Cái bản chất của internal neuron là một cái neuron ức chế, cho nên là mình sẽ gây ức chế cái tủy sống, ức chế cái sừng trước tủy sống, từ đó gây giãn cơ, không còn co cơ nữa. Thì lúc này đó là lý do tại sao mà khi mà từ cái bút Thanh có thể cầm được với vuông góc 90 độ như vậy, xong mà sau đó để một cái cục tạ 100 kg lên hay 50 kg lên, tay Thanh bắt đầu chì xuống, và cuối cùng là collapse luôn, có nghĩa là sụp đổ hoàn toàn, tay Thanh không còn giữ được nữa. Đó là do cái cung phản xạ thứ hai dựa vào cái thụ thể nằm ở cái gân. Thì đó là cơ chế bảo vệ khỏi cái cơ và cái gân của chúng ta không có bị rách hay không có bị chấn thương. Thì khi mà mình tập gym á, mà mình bị chấn thương, bị rách cơ nhiều hay là bị đứt hoàn toàn cơ luôn, đó là do cơ thể mình đã có tín hiệu ngừng rồi, nhưng mà não của mình cái dây thứ nhất á, nó vẫn muốn tập tiếp, nó vẫn muốn tập gym tiếp, cho nên là cái này nó cứ kích thích co hoài. Nhưng mà các bạn biết mà, khi mà quá sức chịu đựng, khi mà đệm hết mức cái cơ, cái gân đã đệm hết mức rồi, thì nó sẽ rách cái cơ luôn, nó sẽ bứng luôn nguyên một cái chỗ bám của cái cơ vô cái xương, bứng ra ngoài. Cho nên là đây là một cái phản xạ bảo vệ cơ thể. Vậy cái phản xạ gân cơ là cái phản xạ nào trong nãy giờ cái Thanh nói? Thì nó có phải là gân mà thì nó có phải là cái phản xạ của cái gân hay không, hay là nó phản xạ tại cái cơ? Thì cái đáp án ở đây á, đó chính là phản xạ tại cái cơ. Mình thử dòng lại cái cung phản xạ ha. Đầu tiên á, mình sẽ giữ khi mà khám phản xạ gân xương á, thì mình sẽ để cho cái cơ của bệnh nhân ở một cái tư thế trung tính, có nghĩa là không bị chùng và cũng không bị căng quá mức. Mình sẽ để cái giai đoạn trung tính là cũng vừa vừa căng á, hơi hơi căng á, hơi hơi kéo căng ra. Thì lúc mà mình gõ vô cái gân á, thật sự cái gân nó không có chịu lực đâu, tại cái gân nó rất là cứng, cho nên là bao nhiêu lực á, nó sẽ truyền về cái cơ hết. Khi mà truyền về cái cơ á, cái cơ bị stress thì cái thụ thể ở đây sẽ cảm nhận đầu tiên. Thì khi cái thụ thể ở đây cảm nhận đầu tiên, nó sẽ truyền tín hiệu màu đỏ về tới đây.
nó làm cho nó sẽ làm kích thích cái sừng trước tủy sống, từ đó là kích thích dây alpha nè và gây ra tình trạng giật cơ, co cơ. Thì khi mình gõ vô đây nó sẽ gây tình trạng co cơ. Thì đó là do tại sao mà cái từ mà phản xạ gân xương á, nó không còn phản ánh đúng được cái bản chất của cái phản xạ này, mà mình thấy trên mạng á hay là trong những cuốn sách á, nó gọi là muscle reflex, hoặc là nó gọi là muscle, hoặc là người ta gọi là muscle stretch reflex, thì nó sẽ phản ánh đúng cái bản chất của cái phản xạ này hơn. Thì mình đi tiếp theo, đó là tại sao lại trong cái phản xạ mình gọi là muscle reflex ha, muscle stretch reflex, thì cái phản xạ này nó lại tăng tăng lên khi mà có tổn thương neuron vận động thứ nhất, hay là tổn thương trung ương á. Nó cũng giống Babinski, bởi vì nó sẽ ức chế ở đây, đây là neuron vận động thứ nhất. Khi mà nó ức chế ở đây, nó gây tổn thương cái sợi thứ nhất, thì lúc đó không còn tín hiệu nào kích thích hết. Thì cái vòng lặp này nó kiểu bị giải thoát á, nó không còn cái gì kìm kẹp hết. Gọi là cái vòng, cái phản xạ của cái cung tủy nó sẽ bị giải phóng, kiểu như là nhốt trong nhà bao nhiêu lâu rồi qua 18 tuổi đi ra ngoài sống là mình sẽ bung lụa vậy á. Thì cái cung phản xạ tủy nó sẽ bị hypersensitivity lên, nó sẽ bị tăng động lên. Lúc đó mình gõ vô cái gân xương á, nó sẽ quá mức lên. Thì mấy bạn sẽ hỏi một câu á là, ủa nãy nãy bạn nói là cái neuron thứ nhất là nó mang cái tính chất là kích thích mà, nhưng mà mình chưa nói một ý nữa rất là quan trọng, đó là cái dây thần kinh thứ nhất á. Cái dây thần kinh thứ nhất, cái neuron thứ nhất á, nếu mà nó kích thích trực tiếp tới tới sừng trước tủy sống thì nó sẽ mang tín hiệu là kích thích, nhưng nếu nó sẽ kết hợp với một interneuron, nó kích thích lên interneuron, thì nó sẽ là tùy ức chế. Các bạn biết á, là các tế bào ở ở cái phần hoạt động của não bộ á, nó sẽ chia làm hai loại tế bào. Đây là cái vùng vỏ não vận động nha, mình ví dụ đây là một cái vùng vỏ não vận động, nó sẽ có hai loại tế bào, một là tế bào Bết, Bết bờ ETZ. Tế bào Bết là một tế bào rất là lớn, tế bào này nó sẽ cho trực tiếp, nó sẽ cho cái sợi thần kinh trực tiếp xuống sừng trước tủy sống luôn. Còn có những cái sợi nhỏ hơn thì nó sẽ cho tới cái interneuron. Đó là lý do tại sao mà não mình á, khi mà muốn ức chế cũng ức chế được, khi mà muốn kích thích cũng kích thích được. Đó là lý do là não mình có hai loại tế bào thần kinh, và một cái kết hợp với interneuron gây ức chế, một cái thì kết hợp thẳng sừng trước tủy sống gây ra kích thích. Cho nên đó là khi mà neuron vận động trên bị tổn thương, cái kích thích này chú ý nha, khi mà neuron vận động trên bị tổn thương thì nó cũng sẽ tổn thương cái này đúng không? Thì khi đó không còn cái nào kìm kẹp nữa, chính vì không còn cái nào kìm kẹp nữa cho nên là cái cung phản xạ này nó sẽ bị quá mức. Đây là cơ chế cũng giống như cơ chế của Babinski. Trong Babinski thì phản xạ Babinski sẽ dương tính, có nghĩa là nó sẽ trỗi dậy khi mà cái neuron vận động thứ nhất bị tổn thương. Cái phần này có vẻ là khá khó hiểu. Các bạn có thể comment dưới ở dưới để mình có thể làm một cái video clip bổ sung, nếu mà cái phần nào mà nó gọi là nó quá là rắc rối. Bây giờ mình sẽ tới cái phần khó nhằn nhất cuối cùng, đó là phần tone, trương lực cơ. Các bạn cùng tìm hiểu với mình ha.